Đầu tiên chia sẻ với các bạn cái nội dung xưa, rất xưa dạy về số 10, rất cổ lỗ sĩ rồi nhưng hoàn toàn lại dưới cái góc cạnh là nội dung mới, phương pháp mới. Và đây là một cái video mà ở trong cái sách giáo khoa của chương trình học mới đấy các bạn ạ. Về thầy Lĩnh lấy hẳn cái sách giáo khoa của chương trình học lớp 1 luôn đấy nhá. Đầu lớp 1. Các bạn nhìn thấy hình cái cây và mấy con chim chưa? Đó. Ban đầu trên cái cành cây có 2, 4, 6 con chim. Sau đó có thấy có 4 con chim bay đến. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang một cái nội dung là cho trẻ ghi lại cái sự kiện vừa rồi, vừa quan sát được vừa rồi. Nhưng mà bằng đẳng thức. Đó chính là 6 con chim thì ghi là 6. 4 con bay đến tức là thêm vào thì được biểu diễn bằng dấu cộng, cộng 4 và bằng 10. Đấy, cái sự kiện vừa được xem, vừa được nhìn đấy, được ghi bằng cái đẳng thức 6 cộng 4 bằng 10. Và chúng ta hiểu cái dấu cộng đấy là thêm vào, các con chim thêm vào. Rất phổ biến cái cách dạy như vậy, đúng không ạ? Ở những cái nước phát triển, khi họ dạy rất sâu về khái niệm cộng, khái niệm phép cộng, thì họ cần phải dạy cho trẻ. Đó là họ sẽ dạy cho trẻ những cái sự trả lời được tường minh những cái câu hỏi và những ý sau. Thì thứ nhất, thế thì làm phép cộng thì là làm cái gì? Làm cái gì đây? Đó, phải trả lời được câu hỏi này. Đó, thứ hai, thế cái phép cộng ấy nó có cấu trúc như thế nào đây? Nó gồm có mấy bộ phận? Đó, thế nó có cấu trúc mỗi bộ phận ấy có quan hệ với nhau như thế nào? À, và cái thứ ba nữa là thì các cái thao tác tư duy dùng phép cộng để giải quyết các vấn đề thực tiễn ở đây nó là cái gì? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ, thầy Lĩnh sẽ chia sẻ với các bạn ở đây những cái nội dung rất cụ thể, rất chi tiết về phép cộng, và chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy mới. Rồi, thứ nhất là chúng ta sẽ dạy với nhau rằng dạy cho trẻ em một điều rất rõ ràng là làm phép cộng là em làm thao tác gộp lại. Cái thao tác gộp lại là như thế nào? Đấy, không nói bằng lời mà sẽ tổ chức bằng các việc làm. Đó, dạy bằng các việc làm. Đấy chính là phương pháp mới mà thầy muốn chia sẻ với các bạn. Thế thì có thể chia ra thành những việc làm như nào để chúng ta khái quát đầu tiên, sau đó đi vào phần thầy xem thầy Lĩnh làm mẫu. Đấy. Việc làm thứ nhất là chúng ta sẽ cho học sinh làm thao tác gộp lại trên vật thật. Việc làm thứ hai, chúng ta cho học sinh làm thao tác gộp lại trên sơ đồ. Việc làm thứ ba, chúng ta cho học sinh làm thao tác gộp lại trên đẳng thức. Việc làm thứ tư thì mới là làm việc trên vật liệu là trên sách bài tập. Bốn việc làm này thầy Lĩnh sẽ làm mẫu cho các bạn. Đó. Còn lại sau khi làm mẫu xong là chúng ta có tổ chức cho học sinh làm. Đấy, chúng ta hiểu như thế. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lại quay trở lại với cái thiết bị thứ hai tên là Lĩnh của thầy để chúng ta cùng nhau xem. Để làm việc trên vật thật. Việc làm thứ nhất, làm việc trên vật thật. Các bạn sẽ cần chuẩn bị cho thầy Lĩnh 5 cái khối nhựa. Năm khối nhựa và một cái hộp. Ok. Rồi, đừng có sốt sắng, rất nhiều cha mẹ sốt sắng nhảy con vào là mô tả đẳng thức luôn. Đừng có làm như thế, con không hiểu cái gì đâu. Làm sao để cho trẻ hiểu là làm thao tác, làm phép cộng là làm cái gì đã. Thì thứ nhất chúng ta phải làm việc trên vật thật. Thế thì hãy thao tác kỹ lưỡng như này cho thầy Lĩnh này. À, 5 khối nhựa sẵn sàng này. Các bạn có thể tưởng tượng nhá. Vì các bạn không có các đồ đạc thì các bạn hay tưởng tượng thôi. Đúng không?
Rồi. Làm này. Câu lệnh này. À, tay trái em cầm 2 khối nhựa. Tay phải em cầm 3 khối nhựa. Nha. Em đưa hai tay chụm lại. Ta gọi là gộp lại. Thả vào giỏ. À, thả vào giỏ. Thế thì em được số mới. Số mới. Xác định số mới này. 1, 2, 3, 4, 5. Số mới là số 5. Yeah. Nhìn, nhìn lại nhá. Rồi, tay trái em cầm 2 khối nhựa, tay phải em cầm 3 khối nhựa. Thì ban đầu em có 2 số, là số nào đây? Số mấy? Số 2 và số 3. Ban đầu em có 2 số, là số 2 và số 3. À, chú ý, rất chú ý cái thao tác tay này. Đưa hai tay chụp lại. Thao tác này ta gọi là thao tác gộp lại nhé. Thả vào giỏ. Em được số mới. Số mới. Yeah. Đấy, cấu trúc. Cấu trúc rất rõ ràng nhé. Có hai số ban đầu này. Gộp hai số lại này. Thì được số mới. Số mới là số mấy? Số 5. Ok. Đấy. Chính là làm thao tác. Thao tác tay. Thao tác tay. Tương tự các bạn có thể làm ra, cứ cho làm thay đổi một số cái số ban đầu đi. Thì các bạn sẽ rõ ràng được cái thao tác tay cho trẻ. À, lấy ví dụ nhá. Các bạn làm lại. Tay trái em có cầm 1 khối nhựa. Tay phải em cầm 4 khối nhựa. Đúng không? Ban đầu em có mấy số? Đó là số mấy và số mấy? Số 1 và số 4. Ơi, ban đầu em có số 1 và số 4. Em đưa hai tay gộp lại. Làm thao tác gộp lại. Em thả vào giỏ. Em được số mới là số mấy? Số 5. Rất tốt. Ok. Ban đầu em có số 2 và số 3. Em gộp lại. Được số mới. Rồi, đấy là thao tác tay. Trên vật thật. Rồi, cái thứ hai làm việc trên sơ đồ này. Trên sơ đồ hay trừu tượng, các bạn lưu ý. À, ban đầu em có số 2 và số 3. Em biểu diễn trên sơ đồ nhá. Số 2 này, biểu diễn bằng một cái đường cong kín này. Em có số 3 nữa này. Đúng không? Ban đầu em có 2 số, đúng không? Em đã biểu diễn 2 số. Rồi, em làm thao tác gì? Em làm thao tác gộp lại. Em biểu diễn gộp lại bằng đường cong kín bao quanh. Đó, đây là gộp lại. Chỉ này. Gộp lại. Em được số mấy? Số 5. Rồi. Đọc bằng lời theo thầy này. Đọc bằng lời này. Ban đầu em có 2 số. Là số 2 và số 3. Tay chỉ vào. Tay chỉ vào. Ban đầu em có 2 số. Là số 2 và số 3. Chỉ vào tiếp này. Em làm thao tác gì? Em làm thao tác gộp lại. Chỉ vào. À, em làm thao tác gộp lại. Thì em được số mới là số 5. Ok. Nhắc lại này. Ban đầu em có 2 số là số 2 và số 3. Em làm thao tác gộp lại. Em được số mới là số 5. Rồi, đấy là làm việc trên sơ đồ. Ta đã mô tả lại các việc làm, việc đã làm, thao tác đã làm bằng sơ đồ. Bằng sơ đồ. Ủa, các bạn biết thì làm việc bằng cái sơ đồ này thì giúp ích gì cho tư duy của trẻ? Hãy ghi lại câu hỏi vừa rồi để mà trả lời. Ai trả lời đúng thì được thưởng. Nhá. Rồi, thế đi. Bây giờ mới tiếp tục này. Làm việc trên sơ đồ xong rồi. Câu lệnh tiếp này. Chú ý câu hỏi của thầy này. Em hãy mô tả các việc đã làm bằng đẳng thức.
Đấy, lần đầu tiên trẻ học được cái thuật ngữ là đẳng thức. Rồi, thầy nghe xem thầy làm mẫu này. Sau khi có câu lệnh đấy, làm mẫu này. Ban đầu em có số 2 và số 3. Đúng không? Em làm thao tác gộp lại. Bây giờ, thao tác gộp lại thì thầy ký hiệu bằng dấu như sau. Gạch ngang một cái này. Gạch thẳng một cái này. Đây gọi tên là dấu cộng. Nhá, tên gọi của cái ký hiệu này, cái dấu này gọi là dấu cộng. Các bạn rất rõ ràng cho thầy nhé. Nó mô tả thao tác gộp lại. Rồi, ban đầu em có số 2 và số 3. Em làm thao tác gộp lại thì em được tạo thành số mới. Số mới tạo thành, ta ghi như sau. Hai dấu gạch ngang dài bằng nhau tạo thành số mới là số 5. Em viết số 5. Rồi. Vậy em đọc nhá, em đọc về. Các em đọc chưa? 2 gộp 3 thành 5. Đọc to. 2 gộp 3 thành 5. Rồi, rất tốt. Đọc khẽ. 2 gộp 3 bằng 5. Đọc khẽ là đọc chỉ đủ mình nghe nhá. 2 gộp 3 thành 5. Tiếp. Đọc mấp máy môi. Mấp máy môi là không thành tiếng. Mấp máy môi nhá. Các bạn không nhìn thấy thầy nhưng mà các bạn cứ mấp máy môi đi thôi. Ok, bây giờ không mấp máy môi nữa mà đọc thầm trong đầu, đọc bằng mắt, không ra tiếng. Tay chỉ vào. Rồi, đấy, đấy là phương pháp 4 cấp độ dùng lời. Các bạn ạ, 4 cấp độ dùng lời. À, cái này cũng là một phát hiện rất là to lớn của tâm lý học đấy nha. 4 cấp độ dùng lời để giúp cho chúng ta chuyển vào trong đầu này này, cái quá trình chuyển vào trong này này, cái cần học này. Muốn chuyển vào cái trong đầu này thì người ta phát hiện ra rằng là có một cái phương tiện, đó là dùng lời, dùng cái ngôn ngữ. Và người ta đã chỉ ra rằng có 4 cái cấp độ dùng lời để có thể học bất kỳ một cái gì. À, thế thì to, to là 1 này. Khẽ là 2 này. Mấp máy môi là 3 này. Đọc bằng mắt này, thầm trong đầu là 4 này. Cho dù học bằng tiếng Anh hay học bằng tiếng Việt đều cứ dùng như thế, đều được hết. Được chưa? Đấy là cách đọc thứ nhất này. Nhắc lại này, 2 gộp 3 bằng 5. Rồi, cách đọc thứ hai, hãy đọc đây là dấu cộng. Đây là dấu bằng. Anh nghe thầy làm mẫu này. Đọc to này. 2 cộng 3 bằng 5. Đọc khẽ này. 2 cộng 3 bằng 5. Đọc mấp máy môi này. 2 cộng 3 bằng 5. Đọc thầm trong đầu này. Rất tốt. Đến đây là xong việc làm số 3. À. Học bằng đẳng thức. Rồi, như vậy các bạn học sinh đến đây đọc 2 cộng 3 bằng 5 thì ngay trong đầu đã có những thao tác mình đã làm trên các đồ vật. Đấy là hiểu bản chất của phép cộng đấy. Đấy là hiểu bản chất của thao tác gộp lại đấy. Và đến đây tôi thông báo với học sinh rằng là em làm thao tác gộp lại là em làm phép cộng. Người ta gọi đó là làm phép cộng. Rồi, nó khác hẳn với việc là các bạn sẽ chỉ dùng cho học sinh đọc thuộc cái đẳng thức nhưng mà lại là gì? Không nắm được thực sự hiểu cái nghĩa của nó. Đấy. Rồi. Đấy là
cộng nhá. Quay lại. Rồi thì bây giờ chúng ta quay trở lại với cái câu hỏi thầy Lĩnh bảo rằng là làm việc trên sơ đồ thì nó là có cái ích gì? Có cái ích gì? Nó giúp cho chúng ta, cho trẻ em rèn cái thao tác tư duy gì? Ai trả lời không? Thầy xem ở phần chat ạ. Các bạn ấy đang trả lời ở phần chat thầy nhé. Không dám nói à? Chỉ dám chat à? Nó không chỉ giúp cho trẻ có cái kỹ năng tư duy đâu các bạn, mà nó giúp cho trẻ học được cái kiến thức mới nữa. Cái kiến thức mà thầy Lĩnh hỏi các bạn lúc đầu ở trong cái phần là nội dung mới khi dạy học phép cộng ấy, có câu hỏi số 2 đó là thế thì làm phép cộng thì nó có cái cấu trúc như thế nào. Thì ở đây xin trả lời với các bạn này, rằng là có lẽ là chúng ta chưa bao giờ chúng ta đặt ra những câu hỏi như này. Vậy thì cái cấu trúc của phép cộng nhé. Thì ở đây xin thưa với các bạn một điều đầu tiên đã sống phải rõ ràng với nhau ở đây này. Thầy Lĩnh đang giúp cho các bạn cái phương pháp để dạy cho trẻ em hình thành cái khái niệm phép cộng đấy các bạn. Khái niệm phép cộng chứ không phải là biểu tượng về phép cộng đâu. Chúng ta thường là chúng ta cứ dùng cái ngôn ngữ là hiểu cộng là gì, hiểu ấy. Nhưng mà trong cái lĩnh vực về sư phạm, với cái nghiệp vụ sư phạm hay tâm lý học ấy, thì người ta chia thành loại kiến thức, đó là loại kiến thức về biểu tượng hay đó là loại kiến thức về khái niệm. Mà khái niệm thì người ta lại chia thành khái niệm về kinh nghiệm hay khái niệm về khoa học. Thì ở đây ấy, thì cái tầng khái niệm cao nhất đó là khái niệm khoa học các bạn ạ. Còn tầng khái niệm kinh nghiệm là thấp hơn, còn cái biểu tượng thì là cái còn thấp hơn nữa. Để học cái biểu tượng thì chúng ta chỉ cần nắm được cái bên ngoài thôi, cái bản chất bề ngoài thôi. Còn nếu để nắm được cái khái niệm thì chúng ta phải hiểu cái cấu trúc bên trong vì nó rất là trừu tượng. Thế thì ở đây là cái khái niệm thì nó phải có cấu trúc, và cái cấu trúc của nó đã được tường minh hóa nhờ cái việc làm bằng tay và làm bằng sơ đồ. Thì các bạn có thể thấy có cái cấu trúc ba thành phần như sau của phép cộng. Đấy. Cái bản chất của phép cộng nó gồm có ba thành phần. Ba thành phần đó là gì? Đó là hai bộ phận các bạn. Và một cái toàn thể. Thế thì chúng ta đã làm bằng tay, bằng hai cái bàn tay này, chúng ta đã ra được, ta đã làm hai cái bộ phận. Là ban đầu em có hai số đấy là hai bộ phận đó, em làm gộp lại thì được, em được cái toàn thể đấy chính là cái số mới, số 5. Thì đấy chính là cái cấu trúc của phép cộng, và nó không chỉ được thực hiện bằng tay, nó còn thực hiện bằng tay trên sơ đồ. Lúc trước là tay trên vật thật, bây giờ tay trên sơ đồ. Và sơ đồ này nó bắt đầu nó trực quan hơn cái việc là có ba thành phần này, các bạn có nhìn rõ ràng ba thành phần. Và việc làm cái dùng các cái sơ đồ này là rất có ý nghĩa trong học toán. Trong học toán, toán học nó còn được gọi là môn học về mô hình hóa các bạn. Thì ở đây chúng ta đã là ta đã dạy cho trẻ cái thao tác tư duy mô hình hóa. Đây là một thao tác rất quan trọng. Đó. Sau này gặp các bài toán trong cuộc sống, trong thực tiễn thế thôi, thì người ta phải phải dùng công cụ toán học, chính là mô hình hóa những bài toán thực tiễn đấy bằng cái công cụ của toán học. Đúng không? Nếu rộng ra là chúng ta có thể gặp rất nhiều vấn đề và chúng ta có thể mô hình hóa bằng các cái công cụ khác nhau, không chỉ trong toán học. Thì trong toán học ở đây đã dạy cho trẻ em, nếu như làm việc trên sơ đồ, nếu như làm việc trên ký hiệu thì đấy chính là thao tác mô hình hóa. Mô hình hóa. Ok. Đấy.
Vậy thì các bạn cũng có thể suy luận được ra rằng cái làm việc trên đẳng thức cũng chính là thao tác mô hình hóa. Đúng không? Thao tác tư duy mô hình hóa. Từ những cái sự kiện và từ những cái thao tác trên tay, tôi đã mô hình hóa nó bằng các ký hiệu. Đúng không? Thế bình thường là chúng ta cứ dùng ký hiệu đấy nhưng ta không hiểu được nội hàm của nó. Đúng không? Dùng cái thì chúng ta gọi là thiếu đi cái thao tác mô hình hóa. Không hiểu được bản chất của nó. Đấy, thì đấy. Như vậy, câu trả lời ở đây là cái sơ đồ này giúp cho chúng ta dạy được hai thứ. Hai thứ. Một là cấu trúc ba thành phần của phép cộng. Và thứ hai, đó là chúng ta đang hình thành cái thao tác mô hình hóa, một thao tác rất quan trọng cho trẻ em. Thế từ thao tác này, thì các bạn có thể dễ dàng chúng ta thấy ra, điều là thế bây giờ nếu như em biết cái toàn thể đó và biết một bộ phận thì em tìm bộ phận còn lại bằng cách nào? Đấy. Em biết 2 và em biết 5 thì bộ phận còn lại em tìm bằng cách nào? Chứ em rất dễ nhìn ra đó là em tìm cái bộ phận bằng lấy cái toàn thể trừ đi cái bộ phận kia. Đúng không? Đó. Nếu như em có 2 cái bộ phận em tìm cái toàn thể bằng cách nào? Thì em cộng lại. Đúng không? Đó. Hay chúng ta đặt bất kỳ một cái thành phần nào trong số 3 thành phần này là x thì nó sẽ trở thành bài toán tìm x mà các học sinh lớp 1 và lớp 2 nó vất vả nó học đấy. Nhưng mà rất dễ dàng với trẻ em nếu chúng ta làm việc với các cái sơ đồ hóa. Ok, đó, đấy là phép cộng nha. Rồi, bây giờ có sang cái phần việc làm trên bài tập. Thì chúng ta có thể giao cho học sinh những bài tập như thế nào? Thì trên đây là một số cái bài tập lấy ra từ cái chương trình của chúng tôi. Nào, các bạn hãy nhìn yêu cầu này và chúng ta cùng nhau làm. Mô tả bằng sơ đồ và bằng đẳng thức bài toán sau. Đấy, có 5 cái vỏ sò ở trên bãi biển đúng không? 3 cái màu hồng và 2 cái màu xanh. Rồi, chúng ta hãy mô tả cái sự kiện này bằng sơ đồ và bằng đẳng thức. Nào, bằng sơ đồ, em có thể dễ dàng vẽ được cái điều gì nào? 3 cái màu hồng, vẽ đây là bộ phận 3. Ban đầu em có số 3. Tiếp, em có số 2. Đây chính là bộ phận. Cả hai cái này là gộp lại. Gộp lại thì được toàn bộ số vỏ sò. Đây chính là 5. Ok, đúng không? Rồi, ban đầu em có 3 vỏ sò và 2 vỏ sò. Em gộp lại thì được 5 vỏ sò. Đúng chưa? Rồi, mô tả việc làm vừa rồi là mô tả bằng sơ đồ. Mô tả bằng đẳng thức thì em sẽ mô tả như thế nào? 3 cộng 2 bằng 5. Đó chính là bằng đẳng thức. Ok. Rồi, đó, làm bài tập trên giấy, các bạn sẽ có bài tập như vậy. Rồi, thế thì ở đây các bạn lưu ý rằng với thầy Lĩnh rằng là mà thực tế rằng là khi người ta dạy cho học sinh ấy về phép cộng, người ta sẽ ở trên ngay cả cái chương trình ở tiểu học ấy là người ta thường không dạy cho học sinh cái thao tác gộp lại đâu. Người ta chỉ dạy cho học sinh cái thao tác thêm vào thôi. Thêm vào. Vậy đấy là một sự thiếu sót. Thiếu sót. Nhá. Đó. Thì làm về phép cộng có thể hiểu đó là làm thao tác gộp lại hoặc làm thao tác thêm vào.
Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào làm và thao tác thêm vào. Thao tác thêm vào. Thì phương pháp của chúng ta sẽ như thế nào? Phương pháp tổ chức bằng việc làm. Rồi. Thì cũng tương tự như thao tác gộp lại thôi. Chúng ta có thể tổ chức cho học sinh làm các việc sau. Thứ nhất, việc làm thứ nhất là làm thao tác thêm vào trên vật thật. Việc làm thứ hai là làm thao tác thêm vào trên sơ đồ. Việc làm thứ ba là làm thao tác thêm vào trên đẳng thức. Việc làm thứ tư là làm việc với vật liệu trên sách bài tập. À, nó tương tự như thế. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là làm nhé. À, tổ chức việc làm. Làm. À, chúng ta lại chuyển sang cái máy kia nào. Ở thêm vào thì khác gì với gộp lại? Thì nó sẽ khác ở phần thao tác như này này. Ban đầu chúng ta có số mấy đây? Số 2. Đó. Em cho thêm vào 3 khối nhựa. Thêm vào số mấy? Số 3. Thì em được số mới. Số mới là số mấy? Số 5. À, nhìn lại nhé. Ban đầu em có số 2. Em thêm vào số 3. Em được số mới. À, thao tác rất rõ ràng này. Lấy ra 2 khối nhựa để vào giỏ này. Vậy là ban đầu em có số mấy? Số 2. Em lấy 3 khối nhựa. Em cho thêm vào. Dơ lên. Em được số mới? Số mới là số 5. Ok, đấy là các thao tác bằng tay trên vật thật. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm mô tả việc đã làm trên sơ đồ. Việc làm trên sơ đồ. Rồi, thế thì chúng ta biểu diễn này. Ban đầu em có số 2 này. Đấy. Em có số 3 này. Và em biểu diễn cái đường cong khép kín bao quanh này. Đây là số 5 này. Số mới là số 5 này. Nói này, ban đầu em có số 2 này. Em thêm vào 3 này. Đây là thêm vào. Em làm thao tác thêm vào. Thì em được số mới là số 5. Nhá. Ban đầu em có số 2 này. Em thêm vào số 3 này. Đây là thao tác thêm vào này. Được số 5. Đó. Đấy là việc số 2. Việc số 3 này. Em mô tả việc đã làm bằng đẳng thức. Ban đầu em có số 2. Em thêm vào. Thêm vào, thao tác thêm vào thì cũng được ký hiệu bởi dấu cộng. Thêm vào 3. Em tạo thành được ký hiệu bằng dấu bằng. Số mới là số 5. Đây là gọi là đẳng thức. Em đọc này. 2 thêm vào 3 bằng 5. 2 cộng 3 bằng 5. 2 thêm vào 3 bằng 5. 2 cộng 3 bằng 5. Đấy, nói to. Ông nói khẽ. Nói mấp máy môi. Và nói thầm trong đầu.
Đó đấy các bạn ạ. Thì các cái việc làm, các việc làm để tổ chức cho trẻ làm ra cái kiến thức thì chúng ta tổ chức qua những việc như thế. Ba cái việc như thế: làm trên vật thật, làm việc trên sơ đồ và làm việc trên đẳng thức. Thì lúc đó trẻ hiểu được cái việc làm là thao tác thêm vào. Và chúng ta cũng thông báo với học sinh là làm thao tác thêm vào là em làm phép phép cộng, em làm phép cộng. Sau đó chúng ta sang cái việc 4 là làm việc trên bài tập thôi. Đúng không? Rồi, thì ở đây ấy, thao tác thêm vào thì các bạn cũng có thể thấy được cái cấu trúc ba thành phần của phép cộng. Nó là gì đấy? Hai cái bộ phận số 2 và số 3. Đấy là hai bộ phận. Và một cái toàn thể là số 5. Đúng không? Chẳng qua cái thao tác ở đây là tôi có một, ban đầu tôi có một bộ phận và tôi thêm vào một bộ phận thôi. Và như vậy tôi tạo ra được một cái toàn thể là cái 5. Đó, cái 5. Thì đây là một số cái bài tập trên chúng tôi lấy từ sách trong cái chương trình của chúng tôi ra. À, như các bạn nhìn này, mô tả bằng lời và bằng đẳng thức. À, ban đầu, sau đó và bây giờ. Đấy, tạo thành. Ban đầu trên xe buýt, mô tả bằng lời này. Bằng lời, bây giờ trẻ em hiểu thì sẽ mô tả được bằng lời. Đấy, ban đầu trên xe buýt đang có 5 người. Đó. À, sau đó thêm vào 2 người. Thì trên xe buýt có tất cả là 7 người. Đúng không? Đó, sau đó chúng mô tả cái việc đã làm bằng sơ đồ. Ok, đó.